Chào tất cả các em, sau thầy sẽ cùng các em giải bài 9, sách giáo khoa môn giải tích 12, trang 46, bài ôn tập chương 1. Cụ thể bài tập số 9 đó là khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số fx bằng 1 phần 2 x mũ 4 trừ 3 x bình cộng 3 phần 2, được chưa? Đây là ý A nhá. Rồi, ý A thì chúng ta sẽ làm theo đúng sơ đồ khảo sát hàm số thôi. Chúng ta bắt đầu từ tập xác định. Tập xác định của hàm số này sẽ là D bằng R, được chưa? Rồi, tiếp theo là 2, đó là sự biến thiên. Sự biến thiên thì chúng ta sẽ phải tính y phẩy, được chưa? Sự biến thiên chúng ta sẽ tính y phẩy, y phẩy sẽ bằng 2x mũ 3, đúng không? 2x mũ 3, 4 nhân với 1 phần 2 là 2x mũ 3 mà, 4 nhân với 1 phần 2 nhân x mũ 3 là 2x mũ 3 trừ đi 6x, và cái này chúng ta đặt ra sẽ bằng, phải đặt 2x ra ngoài, 2x bên trong còn x bình phương trừ 3, x bình phương trừ 3, được chưa? Đây là x bình phương nha các em. Rồi, có y phẩy bằng 0 sẽ tương đương với đó là hoặc x bằng 0 hoặc x bằng cộng trừ căn bậc 2 của 3, được chưa? Rồi, chúng ta đã giải xong y phẩy, chúng ta sẽ tính toán, ta sẽ có lim của x tiến ra cộng trừ vô cùng của y sẽ bằng lim x tiến ra cộng trừ vô cùng của 1 phần 2x mũ 4 trừ 3x bình phương cộng 3 phần 2, và cái này thì sẽ bằng cái này sẽ bằng dương vô cùng, được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ lập bảng biến thiên là sẽ xong phần sự biến thiên, bảng biến thiên. Rồi, chỉ cần lập bảng biến thiên thôi. Chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng lập bảng biến thiên nhé các em. Đây. Dòng của x, dòng của y phẩy và dòng của y, chưa? Rồi. X nè. Y phẩy. Y, được chưa? Nó kéo dài này là một chút vì ở đây có 3 giá trị. Chưa? Rồi. X, y phẩy và y âm vô cùng này trừ căn 3, 0, căn 3 và dương vô cùng, được chưa? Tại ba giá trị này thì là 0, được chưa? Với x nhỏ hơn âm căn 3 thì x bình trừ 3 sẽ dương, được chưa? X bình trừ 3 sẽ dương. Nhưng mà x này là âm nên sẽ là trừ này. Để dấu trừ nhé các em. Cộng, trừ, cộng, được chưa? Tại âm vô cùng thì là dương vô cùng, được chưa? Tại trừ căn 3 chúng ta thay vào. Chúng ta sẽ thay vào nhá. Các em nhập cái biểu thức vào rồi chúng ta dùng phím Khan. Đó là, đây. Các em nhập biểu thức vào đó là 1 phần 2 x mũ 4, được chưa? Trừ 3x bình cộng 3 phần 2, được chưa? Chúng ta dùng phím Khan. Tại x bằng trừ căn 3 thì nó sẽ ra là âm 3, được chưa nhỉ? Tại x bằng trừ căn 3 nó sẽ ra âm 3. Rồi, âm 3. Âm 3, được chưa? Tại x bằng 0 và thay vào sẽ là 3 phần 2, được chưa? Tại x bằng căn 3 thì chúng ta thay vào nó cũng sẽ ra trừ 3 thôi, được chưa? Cái này là dương vô cùng. Dấu trừ đi xuống, dấu cộng đi lên, dấu trừ đi xuống, dấu cộng đi lên, được chưa? Rồi. Rồi chúng ta kết luận các khoảng đồng biến, nghịch biến cũng như cực trị. Ta có đó là hàm số đồng biến. Hàm số sẽ đồng biến trên các khoảng. Đó là trừ căn 3 0, được chưa? Đây là trừ căn 3 chấm phẩy 0 đóng mặc này và căn 3 dương vô cùng, được chưa? Rồi, nghịch biến trên âm vô cùng cho đến trừ căn 3 và không căn 3, được chưa? Không căn 3. Rồi. Chúng ta sẽ có đó là hàm số sẽ đạt cực đại, đúng không? Đạt cực đại. Tại x bằng 0, đúng không? Tại x bằng 0. X bằng 0 y cực đại sẽ bằng 3/2, được chưa? Chấm phẩy này, đạt cực tiểu
tại hai điểm đúng không? Tại hai điểm, tại hai điểm, hai điểm đó là x bằng căn 3 và x bằng trừ căn 3, được chưa? Trừ căn 3 phải y cực tiểu trong trường hợp này thì nó đều bằng y của căn 3 bằng y của trừ căn 3, hai cái giá trị này bằng nhau nhá, và bằng trừ 3, được chưa nhỉ? Trừ 3, được chưa? Rồi, chúng ta đã xong phần sự biến thiên. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đồ thị của hàm số nhé các em. Đây, thầy sẽ chuyển cái này sang bên này. Và thầy sẽ vẽ đồ thị của hàm số. Đây, trước khi vẽ đồ thị hàm số thì chúng ta phải dựng hệ trục tọa độ OXY. Thì ở đây thầy đã dựng sẵn rồi, được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ có đó là đồ thị. Đồ thị sẽ cắt trục tung, cắt trục tung, cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0, 3 phần 2, được chưa? Thấy x bằng 0 thì y bằng 3 phần 2, được chưa? Ta có hàm số này là một hàm số chẵn nên là ta có đồ thị nhận trục OY làm trục đối xứng, được chưa? Làm trục đối xứng, đối xứng, được chưa nhỉ? Rồi, trục đối xứng, rồi. Thế nên là chúng ta sẽ lấy thêm một số giá trị để chúng ta tính vẽ hình cho dễ, được chưa? X này, y này. Bây giờ thầy cho x bằng trừ 1 này, trừ 2 này, 1 này, 2 này, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ ấn máy tính nhá. Các em sẽ nhập cho thầy cái biểu thức vào, đó là 1 phần 2 x mũ 4, được chưa? Trừ đi 3x bình, trừ đi 3 x bình cộng 3 phần 2, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ dùng phím Can và cho x bằng âm 1, nó sẽ ra âm 1, được chưa? Cho x bằng Can tiếp, chúng ta cho x bằng âm 2 thì y sẽ bằng trừ 5 phần 2, được chưa? Trừ 5 phần 2, và cho x bằng 1 thì y bằng âm 1, và cho x bằng 2 y bằng âm 5 phần 2, được chưa? Lưu ý tính đối xứng qua trục OY cũng như thêm các điểm cực trị là chúng ta có thể vẽ được cái đồ thị này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nhá. Đầu tiên các em lấy cho thầy các đỉnh ở trên điểm cực trị, đầu tiên là 0 3 phần 2. Các điểm cực trị đã, thầy xin lỗi, các điểm cực trị trước. 0 3 phần 2 nó là điểm ở đây, được chưa? Đây. Đây là 3 phần 2 nhé các em. 3 phần 2. Rồi, tiếp theo lấy cho thầy các cái điểm ở đây đó là trừ căn 3 xuống trừ 3. Trừ căn 3 là một số vô tỉ thì các em có thể lấy xấp xỉ cho thầy cũng được. Em lấy xấp xỉ ở trên hệ trục tọa độ cho thầy cũng được. Đây, nó khoảng ở đây, được chưa? Chúng ta lấy đối xứng sang bên này. Đây, được chưa? Đây là trừ căn 3. Đây là căn 3, được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ vẽ xuống là được. Được chưa? Đây thì nó bằng trừ 3. Trừ 3. Đây, điểm ở đây đúng không? Rồi, chúng ta gióng sang đây sẽ là... Đây, gióng sang. Được chưa? Giống sang bên này. Em lấy đối xứng sang là được mà. Đây, đây là số âm 3, được chưa? Đây. Giống xuống thì nó sẽ bao gồm các điểm. Đây, được chưa nhỉ? Đây, nó có một điểm ở đây. Một điểm ở đây, được chưa? Rồi. Thêm vào đó, đó là các cái điểm, nó là trừ 1, trừ 1. Thì các em lấy thêm điểm trừ 1, trừ 1 cho thầy. Đây là trừ 1, đây là 1, được chưa? Trừ 1 này, 1. Thì các em giống xuống cho thầy cái điểm âm 1 bên dưới đúng không? Rồi, âm 1. Đây. Đây cũng âm 1, được chưa? Chưa? Rồi. Đây sẽ là tọa độ âm 1 rồi. Ở đây các em lấy thêm cái điểm trừ 2 để vẽ hình vẽ đồ thị cho thêm phần chính xác, được chưa? Bên này đây là trừ, đây là 2, đây là trừ 2, được chưa? 2, đây là trừ 2 và chúng ta gióng xuống lấy điểm trừ 5 phần 2. Đây, trừ 5 phần 2 nó là điểm ở đây đúng chưa nhỉ? Rồi, điểm ở đây. Sau đó, sóng sang bên này. Được điểm ở đây nữa, được chưa? Tóm lại là chúng ta sẽ có một số cái điểm mà chúng ta đã vừa lấy xong. Nó sẽ bao gồm là đây này, đây, đây, đây nhá, thì đánh dấu lại, đây, 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 đây. Ồ. Đây, bên này chúng ta lấy đối xứng sang thì nó sẽ phải nằm ở đây, được chưa? Đây, chưa? Rồi,
thì chúng ta sẽ uốn uốn đồ thị như bình thường thôi. Đồ thị sẽ đi từ dương vô cùng, được chưa? Nên là chúng ta sẽ đi từ trên này xuống, được chưa nhỉ? Sẽ đi từ trên này xuống, chưa? Rồi sẽ bắt đầu nhá. Đây, vào đến điểm này này, sau đó nó đi xuống, các em cố gắng uốn sao cho là nó đều một chút, được chưa? Đi lên, được chưa? Đi lên này, xong rồi nó sẽ đi vào đây, được chưa? Chưa nhỉ? Rồi sau đó nó sẽ uốn vào đây, được chưa? Sau đó lại đi xuống tiếp cái điểm này, các em cố gắng vẽ làm sao cho nó cảm cho nó đối xứng qua cái trục OI nhá. Này để chưa, các em lấy thêm một càng nhiều điểm thì đồ thị chúng ta vẽ sẽ càng chính xác, được chưa? Rồi sau đó nó đi xuống đây, được chưa? Rồi sau đó nó uốn uốn lên phía này, đúng chưa? Chưa, rồi và cho em uốn uốn cho nó lên là được. Được chưa? Rồi các em chỉnh sửa một chút ở chỗ này là được chưa? Rồi chúng ta đã vừa vẽ xong cái được chưa? Đây là âm 2, đây là âm 2, đây là 2, được chưa? Các em có thể gióng thêm xuống đây để cho nó rõ ràng hơn cũng được, được chưa? Bên này các em cũng gióng xuống, chưa? Rồi đã giải quyết xong ý đầu tiên, đó là khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, được chưa? Rồi chúng ta giải quyết xong ý đó, chúng ta sẽ làm tiếp ý B nhé các em. Ý B người ta mới hỏi rằng gì? Ý B người ta mới hỏi là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C tại điểm có hoành độ lần nghiệm của phương trình f2,x bằng 0. F2,x bằng 0, được chưa? Thầy sẽ làm ra đây nhá. Ý B này. Ý B. Chúng ta có f chúng ta sẽ có là f2,x sẽ bằng, đó là ở đây thầy tính f phải là 2x mũ 3 trừ 6x rồi, được chưa? Thì chúng ta có f2,x sẽ bằng 6x bình phương trừ 6, được chưa? F2,x bằng 0 sẽ tương đương với đó là x bằng cộng trừ 1, đúng không các em? X bình bằng 1 mà, cái này sẽ tương đương với x bằng cộng trừ 1. Rồi người ta sẽ yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến, thì các em nhớ lại sẽ có là phương trình tiếp tuyến, phương trình tiếp tuyến, tiếp tuyến tại điểm, tại điểm x0 bằng 1 là, đấy chưa? Đó, phương trình nó sẽ có dạng y bằng f phẩy x0, đây là công thức đấy, nhân với x trừ x0 cộng, chúng ta sẽ thay hẳn số luôn nhé cho nó cụ thể. Đó là y bằng f phẩy tại 1 nhân với x trừ 1 cộng với f1, được chưa? Chưa? Chúng ta thay số vào. Đây sẽ tương đương với đó là y bằng f phẩy tại 1, đây f phẩy sẽ là 2x mũ 3 trừ 6x, thì f phẩy của nó sẽ bằng trừ 4, đúng không nhỉ? F phẩy tại 1 sẽ bằng trừ 4, trừ 4 nhân với x trừ 1, được chưa? Cộng với f1, f1 chúng ta vừa tính ở đây là trừ đi 1, được chưa? Và cái này sẽ tương đương với đó là y bằng trừ 4x, trừ 4x, đây, chữ x nhé các em, trừ 4x, y sẽ bằng trừ 4x xì cộng 3, được chưa? Y bằng trừ 4x cộng 3, được chưa? Trừ 4x cộng 3, được chưa? Phương trình tiếp tuyến tại điểm, chúng ta để rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ nên biết là phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 bằng 1 là, được chưa? Cái này sẽ rõ ràng và cụ thể hơn, được chưa? Rồi em sửa lại giúp thầy nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ viết tiếp, đó là phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x1 bằng trừ 1 là, được chưa? Công thức vẫn như thế, chúng ta sẽ có y sẽ bằng f phẩy tại trừ 1 nhân với x trừ đi trừ 1, tức là x cộng 1 cộng với f của
trừ 1, được chưa? Và cái này sẽ tương đương với, chúng ta thay số vào. Thay số vào sẽ được cái gì? Ta sẽ được là y bằng f phẩy tại trừ 1 chúng ta thay vào. Thay trừ 1 vào chúng ta sẽ được. Đây, các em mà thay trừ 1 vào f phẩy nhá. Chúng ta sẽ được là 6 trừ đi 2 là 4 đúng không? 4 nhân với x xì cộng 1. F trừ 1 thì vẫn bằng trừ 1 thôi đúng không? Trừ 1. Đây sẽ tương đương với đó là y bằng 4x xì cộng 3. Được chưa? Y bằng 4x cộng 3. Chưa? Vậy chúng ta đã thu được hai cái tiếp tuyến. Đây, hai cái tiếp tuyến đây, được chưa? Chúng ta giải quyết xong ý B. Rồi. Ý C người ta mới hỏi tiếp đó là biện luận theo tham số m. Đây, biện luận theo tham số m, số nghiệm của phương trình x mũ 4 trừ 6x bình cộng 3 bằng m. Thì nó rất liên quan đến cái đồ thị này, được chưa? Thì chúng ta sẽ biến đổi cái phương trình này về dạng đồ thị. Được chưa? Được chưa? Biến đổi cái phương trình, cái biểu thức bên trái nó giống cái dạng biểu thức của đồ thị là được, được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ làm nhá. Thầy sẽ làm ra một cái tờ khác cho các em quan sát. Chúng ta vẫn sẽ cần đồ thị nên thầy sẽ để cái đồ thị ở đây, được chưa? Ý C này, các em ghi lại cho thầy cái phương trình đó là x mũ 4 trừ 6x bình cộng 3 bằng m. X mũ 4 trừ 6x bình phương cộng 3 bằng m. Được chưa? Cái này sẽ tương đương với đó là thầy chia cả hai vế cho 2, 1 phần 2 x mũ 4 trừ 3x bình phương cộng 3 phần 2 sẽ bằng m trên 2, được chưa? Rồi, được chưa nhỏ? Rồi thì các em sẽ có đó là, đây thầy kiểu đây là phương trình 1, chúng ta sẽ có số nghiệm của 1, số nghiệm của 1, sẽ là số giao điểm của đồ thị hàm số trên, của đồ thị hàm số trên, đồ thị hàm số trên trên với đường y bằng m trên 2 đúng không? Với đường y bằng m trên 2. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng quan sát vào đồ thị để chúng ta giải quyết nhá. Đây, em quan sát vào đồ thị này. Rồi, chúng ta nói là nếu m cái m trên 2 mà lớn hơn hẳn 3 phần 2, được chưa? Nó mà lớn hơn hẳn 3 phần 2 nó ở trên này. Tiếp trên này thì chúng ta thấy đó là cái phương trình này sẽ bắt buộc sẽ phải là chỉ có hai nghiệm là ở hai đầu này đúng không? Nên chúng ta sẽ có đó là nếu m trên 2 mà lớn hơn 3 phần 2, tức là tương đương với đó là m lớn hơn 3. M lớn hơn 3 thì chúng ta sẽ có đó là có hai giao điểm đúng không? Có hai giao điểm. Hai giao điểm. Đây số 2 nhé các em, có hai giao điểm. Một có hai nghiệm phân biệt được chưa? Có hai nghiệm phân biệt được chưa nhỉ? Có hai nghiệm phân biệt. Thầy viết chữ phân biệt xuống dưới nhá. Phân biệt. Rồi. Phân biệt. Rồi. Tiếp theo nếu như mà cái m mà nó bằng 3 phần 2 thì các em thấy là nó có 3 nghiệm đúng không? 3 nghiệm bao gồm 2 điểm ở đây và 1 điểm ở đây. Được chưa? Chưa nhỉ? Rồi thì chúng ta mới kết luận đó là xin lỗi các em, nếu m trên 2 bằng 3 phần 2, nếu m trên 2 bằng 3 phần 2, tức là đường nó ở đây thì sẽ có 3 nghiệm đúng không? Nếu m trên 2 bằng 3 phần 2 hay nói cách khác tương đương m bằng 3 thì có 3 giao điểm đúng không? Có 3 giao điểm. Có 3 giao điểm. Chúng ta có 1 1 sẽ có 3 nghiệm phân biệt được chưa? Có 3 nghiệm phân biệt. Thầy viết tắt chữ phân biệt nha các em. Rồi. Tiếp theo nếu như mà m trên 2 mà nó nhỏ hơn 3 phần 2 mà lớn hơn hẳn âm 3. Đây, số âm 3 nó ở đây. Lớn hơn hẳn âm 3 thì em thấy là nó luôn luôn cắt tại 4 điểm đúng không? Luôn cắt tại 4 điểm nên phương trình sẽ có 4 nghiệm phân biệt. Chúng ta sẽ có là nếu trừ 3 mà nhỏ hơn m trên 2, nhỏ hơn 3 phần 2 được chưa? Đây, chúng ta nếu trừ 3 mà nhỏ hơn m trên 2, nhỏ hơn 3 phần 2 tức là nó rơi trong khoảng này. Thì chúng ta sẽ tương đương với đó là trừ 6 nhỏ hơn m, nhỏ hơn 3. Chúng ta sẽ có đó là có 4 giao điểm đúng không? Có 4 giao điểm. Có 4 giao điểm. Có 4 giao điểm. Được chưa? Đây, thầy để lệch cái đồ thị sang bên này nhá.
Các em dễ quan sát. Đây, đây có, đó là có 4 giao điểm. Nên 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 một sẽ có 4 nghiệm phân biệt, một có 4 nghiệm phân biệt, được chưa? 4 nghiệm phân biệt, thầy viết tắt chữ phân biệt nhá. Rồi. Tiếp theo, nếu như mà m trên 2 mà nó bằng âm 3 thì các em thấy là nó giao tại đúng 2 điểm, đúng không? Là hai cái điểm này. Được chưa? Chúng ta có là nếu 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 bây giờ mà m trên 2 mà bằng âm 3, m trên 2 mà bằng âm 3. Được chưa? Cái này sẽ tương đương với đó là m bằng âm 6. M bằng âm 6. M bằng âm 6 thì các em thấy là nó giao tại đúng 2 điểm, nên là m bằng âm 6 thì có hai giao điểm, đúng không? Có hai giao điểm. Có hai giao điểm. Nên một có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Có hai nghiệm phân biệt. Phân biệt, thầy viết tắt chữ phân biệt nhá. Rồi. Thì chúng ta có nếu m trên 2 mà nhỏ hơn hẳn âm 3 thì chúng ta thấy nó không cắt. Nên là cái phương trình này vô nghiệm, đúng không? Nếu m trên 2, nếu m trên 2 mà nhỏ hơn âm 3, cái này sẽ tương đương với đó là m nhỏ hơn âm 6, nó sẽ có là không có giao điểm. Không có giao điểm. Không có giao điểm. Nên một sẽ vô nghiệm, được chưa? Vô nghiệm. Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta kết thúc bài tập này tại đây.